Thưa quý vị và các bạn, sau khi khánh thành và thông xe trên cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ, đã xuất hiện tình trạng người dân đi bộ đi xe đạp ngược chiều trên tuyến đường này. Điều này là vô cùng nguy hiểm khi các ô tô đang di chuyển với tốc độ cao, nhiều vụ va chạm đã suýt xảy ra. Cụ thể cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ được khánh thành vào ngày 24 tháng 12 với tổng chiều dài 40,2 km. Ban quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Tuyên Quang đã có cảnh báo ở hai đầu tuyến, những vị trí lối ra vào cao tốc. Thế nhưng sau khi thông xe, nhiều người dân đã đi xe máy, xe đạp trên tuyến đường. Thậm chí một số người còn thản nhiên đi bộ vào ban đêm, đi xe đạp ngược chiều gây mất an toàn giao thông. Nhiều người điều khiển ô tô hốt hoảng khi đang lái xe ở tốc độ cao thì gặp người dân đi bộ rất may chưa xảy ra tai nạn, nhưng điều này là vô cùng nguy hiểm. Trước tình trạng trên, trong đêm 25 tháng 12, các lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang đã bố trí trực, hướng dẫn phân luồng giao thông, đồng thời lập chốt chặn phương tiện bị cấm đi vào cao tốc, làm biển báo ngay trong đêm để đảm bảo an toàn. Thưa quý vị và cũng theo quy định, người đi bộ, xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô và máy kéo, xe máy chuyên dùng có tốc độ thiết kế nhỏ hơn 70 km/h không được đi vào đường cao tốc và trừ người phương tiện thiết bị phục vụ việc quản lý bảo trì đường cao tốc. Người vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 2 triệu đồng cho đến 3 triệu đồng. Số tiền phạt thì không phải là lớn nhưng mà nguy hiểm nhất khi mà va chạm xảy ra thì hậu quả sẽ để lại rất nặng nề.